Chào các bạn. Các bạn có thích trang điểm giúp cho đôi mắt thật là to, miệng trúng chím, đôi má ửng hồng? Đó người ta gọi là phong cách trang điểm búp bê. Nếu các bạn cũng thích phong cách đó, vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Để chuẩn bị cho bước make up, trước tiên mình sẽ đeo contact lens. Mình sẽ chọn màu nâu để giúp cho đôi mắt trông thật long lanh. Sau khi bôi kem dưỡng da, chúng ta sẽ bắt đầu đến bước đánh kem nền. Mình sẽ lấy kem nền vào trước mũi như này, mình sẽ dặn vào mặt. Bước thứ hai là kem che khuyết điểm. Mình sẽ che vùng mắt. Các đốm mút li ti và quanh mắt này. Bây giờ mình sẽ dùng ngón tay và dặn. Bước tạo khối, mình sẽ dùng kem highlight dọc sống mũi vùng chữ T. Dưới mắt nữa. Một chút ở nhân trung. Cằm. Và chỉnh trang nữa. Tiếp tục là kem tạo khối màu nâu, mình sẽ đánh vùng chữ U để cho gương mặt được nhỏ gọn lại và cho mũi được cao lên. Chúng ta sẽ kéo dài đến phần cằm. Bên này cũng vậy. Để hoàn thiện cho bức nền, mình sẽ sử dụng những phần nén để làm khô lại cho cả bức nền mà chúng ta vừa đánh. Bây giờ chúng ta chỉ còn lông mày, mắt, má và môi là sẽ xong. Mình sẽ dùng một cái chì màu vàng nâu. Ta sẽ vẽ lên từ đuôi lông mày. Mặc dù là trang điểm theo phong cách búp bê, nhưng mình cũng sẽ vẽ lông mày trông thật là tự nhiên thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào bước đánh mắt. Các bạn nhớ nhé, trước khi đánh mắt chúng ta sẽ bôi sát mắt vào mắt. Nếu như bạn nào không có sát mắt, chúng ta có thể tận dụng kem highlight để bôi. Vào mắt đầu tiên, mình sẽ sử dụng màu sáng ghi. Chúng ta sẽ phủ lên toàn bộ bầu mắt. Mắt bên này các bạn cũng làm như vậy. Tiếp theo màu thứ hai chúng ta sẽ dùng màu nâu nhấn ở 1/3 đuôi mắt. Màu thứ ba mình sẽ sử dụng màu nâu nhạt và
vào ranh giới giữa hai màu. Phần mắt ở dưới mình sẽ dùng chì để kẻ màu đen, giúp cho đôi mắt được to. Sau đó mình sẽ dùng một cây cọ nhỏ và tán đường kẻ màu mắt đen cho nó bung ra thật tự nhiên. Tiếp theo mình sẽ đánh màu thứ ba ban nãy đánh ở trên phần giữa mắt, tán vào phần giữa phần đuôi mắt. Phần đầu mắt mình sẽ sử dụng màu nhu sáng để giúp cho cả mặt được bừng sáng hơn. Mình sẽ dùng một cây chì màu trắng và kẻ viền mắt dưới để đôi mắt trông được to nữa. Các bạn nhớ kẻ vào bên trong viền mắt chứ không phải bên ngoài nhé. Thì bên ngoài chúng ta đã có là màu đen rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước kẻ eyeliner và gắn mi giả để đôi mắt sẽ trông thật là long lanh. Muốn cho đôi mắt to, chúng ta sẽ kẻ đường eyeliner thật là dày. Bên này các bạn sẽ làm như vậy. Mình sẽ dùng một chiếc mi giả có độ dày vừa phải và gắn lên mắt. Và cuối cùng mình sẽ dùng mascara trả cho hàng mi thật dày và cong lên. Bây giờ mình chỉ cần đánh má và môi, vậy là đã xong rồi. Các bạn cười lên nhé. Son môi mình sẽ dùng son bóng màu hồng.